Okay, babe, what would you want to know? What is it you guys call like Western people slang, like big noses or something like that? Mũi lõ. Mũi lõ. Yeah, we call tây mũi lõ. Tây mũi lõ. Or tây lông. Biển lòng. Không Việt lông, tây lông. Tây lông Biển bé. lòng. Pepsi. Tôi là tây lông. Tôi là Tôi là tây lông. tay Tôi là person, tây. tay person. Không phải tây person, babe. How Tôi do you là tây say lông. people? How do you say people in Don't Vietnamese? Like person, people, something. There's Tôi some là like tây lông. nhóc is like nhóc, nhóc, nhóc. Ngọc. 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 Nhóc, Ngọc. nhóc, Ngờ, ngờ. Ngọc. nhóc, No, you don't need to repeat when nhóc, I say nhóc, NG. Okay. nhóc, Ngọc. nhóc, Không phải nhọc, baby. Ngọc. pretty much saying the same thing as you. Knock, Không knock. phải nọc mà là ngọc. Nhóc. Không phải nhọc. Ngọc. That time I almost said it perfectly. Not, no, how do you say it again? One more time. Ngọc. Nhóc. Ngọc. Nhóc. That's perfect. Come on. Ngọc. Nhóc. Okay, fine. Whatever. Có mặt bất lực. Bất lực thực sự. Thanh niên đã từ chối việc học tiếng Việt bởi vì tiếng Việt của chúng ta quá khó. Anh ta không thể phát âm từ ngọc, không thể phát âm từ tây lông, không, phát âm được từ tây lông nhưng không muốn phát âm.